Chung kết, chung kết Forum Sang Babylon. Vâng, trả quân nào xấu bên phía của team Thái Bình cả. Chung kết của trận đấu thứ hai. Đây là Katha, và tôi đã nhìn thấy một dấu hiệu buồn. Cây thây. Đây là Hoàng Công Nghiệp cầm phô, tụt hẳn trong góc. Một trận cứ trâu cung rờ lên một đẩy. Không yêu không, vâng, như vậy là không yêu cầu nhiều cái gì cả. Cứ trâu cung rờ hết cỡ nên ăn nhầm quả phụ. Vâng, quay lại quả chính luôn. Như vậy là bài đã có hai quả dành cho game thủ Hoàng Công Nghiệp. Tương đối ổn, bài phô này là bài cứ 5 nhà VA xong tăng dần. 5 nhà VA mà đánh, cung đẩy. No 1 cầm Minoan. Với cùng là Yugi cầm Seng. Như vậy là cả hai bên, mỗi bên đều có Seng. Cả hai bên, mỗi bên đều có Seng, nhưng nhà Seng của Yugi không được đẹp. Nhìn là thấy không được đẹp rồi. Nếu có dò thêm một góc mà có được rừng thì rời nhà về góc cũng được. Bà nhìn thấy cực kỳ trống trải dành cho đội trưởng Yugi. Siêu trống trải. Vâng, một bài Seng mà nó quá trống trải, đã thấy có rừng rồi. Lùa mãi mới được bầy hiêu về. Đây không phải là một bài Seng đẹp. Không biết là Yugi sẽ quyết định đánh như thế nào đây. Bài No 1 có đánh được cung A không? Nếu đánh được thì còn dâng L chéo cánh. Cho hè đánh mình một cánh của mình. Bên kia quân là tương đối đẹp. Bài cũng tương đối khó nhằn dành cho game thủ đấu 1 để có thể đánh được một bài A. Chém thôi. Còn đây là bài của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Toàn rừng dừa. Màu 2 chiếc 2 dân, màu 4 chiếc 1 dân. Thông tin báo về từ siêu người soi đam nhanh nhất Việt Nam He. Bài Hoàng Công Nghiệp đánh cung. Bắt buộc thôi, nhưng mà dừng lại hai rừng dừa. Em dò xuống bên phía MGV có cánh rừng thông nào không? Phía dưới này. Xem có cái rừng thông nào thì... Đấy, có cái gì sao bầy hiêu biết gì đấy. Đây là No 1, ăn bãi quả phụ. He he, có ổn hay không? He he, đây rồi, có quả phụ. Có cả voi và có cả hiêu. Như vậy bài 25 dân là bài ổn đấy. Không quá phũ phàng, nhưng sẽ là một bài ổn. 25 phu. Yugi sẽ là một bài dâng L Seng vào thẳng trong cánh để mà vã. Ôm chết một nhà. Nhiệm vụ được đặt lên vai của Hoàng Công Nghiệp khi cầm Phonesian. Bãi quả thứ 3 dành cho Phonesian. Nó ở hơi xa. Vâng, rừng rất xấu dành cho Phonesian. Đây là No 1. No 1 phải khỏe đấy, trận này No 1 phải khỏe đấy. Kích đời dành cho Yugi. Ngựa giò đã được xin. Homus.
mạnh luôn nhà màu 2. Game thủ thường. Dâng L sát luôn vào nhà màu 2. Liệu là 1A để ôm bom hay là 2L? Cùng xem quyết định của đội trưởng Yugi. Vâng, tùy vào thế mà chúng ta có thể đánh được kiểu như vậy. Nếu mà thế thì vô thường dâng L thì sẽ là một nhà BA. Sẽ là một nhà BA để ôm luôn người dâng L. Ăn được bố rơi ăn hoang tới từ thường. Đi hoang hóa luôn, bầy hiêu chăng? Bầy hiêu. Như vậy là he he gặp sang đầu cánh của bên phía cánh mình. He đang có lực rất khỏe. Phải chăng sẽ là một nhà P dành cho he? Để thủ lại nhà xe ở thời điểm đầu. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Bài tương đối loằng ngoằng nhưng không sao. Đây là No 1 tham lai 27. Đối với gặp ai đây? Ngựa giò BB. Như vậy gặp màu 1 game thủ Hồng Anh và đánh cung. Đây là cung phô. Cung phô Nesian. Có bánh xe rồi. Chỉ 1L thì rất khó. Em ơi, có quân đẩy luôn thằng màu 3 giờ nhá. Đến 3 giờ Phonesia đấy. Còn anh cung đấy. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ Jiugi. Ăn được rất nhiều dân tới từ màu 2. Màu 2 không thể ăn được vàng trong trận thiếu này. Nhưng mình cũng đang bị màu 3 đi chăn dân của mình. Dân của màu 2 đang hoang hóa khắp trên bản đồ. Yugi chặn đầu và tiếp tục làm cho vô thường phế. Mất con giò rồi. Xin lại con giò nhanh. Trong khi đó Hồng Anh đã đẩy quân luôn lên nhà Minoan. Tơn đầu đẩy thẳng Minoan. Hồng Anh đánh 5 nhà BA đấy. Nhà Hồng Anh cũng toàn rừng dừa. Không biết ở trong nhà có tên nào là rừng thông không. Trong khi đó He đang đối đầu với Seng của game thủ Việt BM. Và Việt BM nhiều khả năng quẳng trước một Katharian của He. Rất dị. He đang đánh quá hay trong trận cầm Katharian này. Còn bây giờ là Yugi. Yugi cũng phải hay vào. Đẩy tất tay đấy. Ở nhà để ý đẩy tất tay. Bốn lớp sáu. Lớp sáu giờ hay sao Yugi? Timeline 28 tới từ game thủ Yugi. Còn màu 4 dường như ở góc 6 giờ trận thiếu này. Ôm 1. Em phát triển to lên đấy. Đừng có chặt cô 2 thứ phát triển to lên. Vâng, timeline 24 tới từ Seng. Một đạo cung ở phía ngoài. Quá đông quân tới từ Phonesian của ông Anh. Một trận ép quân khủng khiếp. He đang có timeline 28. Đã cân xong được nhà Seng tới từ game thủ Việt BM. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn là rất nhiều. Khi một còn một nhà Gunny chưa ai động tới. Bây giờ phải ốp được nhà của game thủ Việt BM thì mới có thể có cửa thắng. Chứ không phải là ốp được nhà hồng của ông Anh cầm phô. Như ông Anh đang quá khỏe. Yugi cần phải có được timeline. Mất time kiểu này rất nguy hiểm.
Màu 4 cầm Babylon đang khỏe nguyên. Ở góc 6 giờ. No 1 đang có tham lai là 26/40. Góc 12 giờ toàn rừng dừa. Thường đang bị vẩy e ở tuần dân này. Tham lai 25 tới từ Seng. Cung A cực đông tới từ Gunny. Gunny đánh thẳng cung A. Vâng, không phải là bài đánh cung G của Babylon. Bạn ơi, bạn đã giữa nhà đầu 1 với cả nhà thằng 6 thì mới có đất hồi. Giữa hai nhà thì mới có rừng. Nhà 6 có rừng đâu. Đây là một tuần vã tới từ E. Vã lại nhà màu 3 khi mà cung A đã bảo kê nhưng không bảo kê hết được nhà. Seng chết tập 2. Việt BM không có nhiều tay để thủ. Đúng và chết tập 2 tới từ người cầm Seng game thủ Việt BM. Chém như chém chuối. Bây giờ thì chỉ còn cách là có một tuần dân A tới từ No 1 thôi. Không thì bây giờ một Phoenician khỏe đẩy, còn một Babylon sẽ ở, vâng, sẽ ở nhà để lên đấy 4. Thế thì khó lắm. Chắc No 1 phải tìm một cách nào đó dâng A thôi, chứ không thì làm gì còn cửa. Phô mới gọi anh đánh được 4 thế nào được bạn. Phô mới Babylon đẩy hot thua mẹ rồi. Như trận trước có cho so đẩy được chết phô của bạn. Xin vàng lên bản đồ đi. Cho nó vàng lên bản đồ đi. Nó ở nhà No 1. Nó ở nhà No 1. Nó ở nhà No 1. Đấy. Sóc trong cung ra. Em tự túc em dâng A đi. Vâng, một thế trận Hồng Anh bỏ luôn nhà mình, ốp nhà màu 6 để Gunny lên đời 4 cầm Babylon. Bên này chẳng, vâng, bên này chẳng có quân gì đỡ được Babylon đời 4 cả. Phoenician đánh chủ lực. Vâng, bên kia chỉ cần, vâng, bên kia chỉ cần có hot lên thôi là bên này đã thốn rồi. Còn nhớ trận hot cho son của Gunny hạ gục Phoenician của Yugi rồi. Để thua xe đấu thứ hai với số 32. Thái Bình hôm nay thực sự khỏe. Bom mìn gì đâu.